danh tính tài xế lái ô tô lao thẳng vào tổ cảnh sát giao thông đang đo nồng độ cồn ở Hà Nam. Đi ăn buffet, đôi nam nữ lé lút đút túi mang về 4kg hải sản. Nguyên nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người tử vong, chậm đưa ra xét xử. Bà Trương Mỹ Lan chuyển 1.000 tỷ đồng cho đại gia Nguyễn Cao Chí không cần giấy tờ biên nhận khởi tố bắt tạm giam nguyên trưởng phòng kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Liên quan đến vụ việc Tổ Cảnh sát Giao thông ở Hà Nam bị một chiếc ô tô lao thẳng vào trong quá trình đang làm nhiệm vụ xảy ra vào tối ngày 15 tháng 12. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế lái xe đã được lực lượng chức năng vận động gia đình đưa đến trụ sở cơ quan công an để làm việc, để làm rõ hành vi chống đối người thi hành công vụ. Theo đó, vào khoảng 20 giờ 10 phút tối ngày 15 tháng 12, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Thị xã Duy Tiên, Hà Nam thực hiện kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn. Lúc này, các chiến sĩ ra tín hiệu dừng một xe ô tô con để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành mà tăng ga, đánh lái tông thẳng về phía hai chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy khiến một người bị hút văng. Tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy ngay sau đó, cán bộ cảnh sát giao thông đã được đồng đội đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. May mắn hai chiến sĩ cảnh sát giao thông chỉ bị xây sức nhẹ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Nam và công an thị xã Duy Tiên nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định xe ô tô mang biển số 30K46084 nhãn hiệu Honda HRV RS, chủ phương tiện là ông Phạm Văn Hát, sinh năm 1981, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Qua kiểm tra, nam tài xế có đầy đủ giấy tờ liên quan đến việc điều khiển phương tiện. Qua xác minh ban đầu, người điều khiển xe ô tô thời điểm xảy ra sự việc là Phạm Đình Huân, sinh năm 2003, con trai ông Hát. Đến nay, lực lượng công an đang vận động gia đình đưa Phạm Đình Huân về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, nam tài xế đã khai nhận hành vi vi phạm của bản thân. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ sự việc và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Với những hành vi chống đối người thi hành công vụ, cần có những biện pháp xử lý nghiêm khắc để tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một bài đăng tố đôi nam nữ đi ăn buffet tại một nhà hàng đã đút túi 4kg hải sản chín mang về sau khi dùng xong bữa. Bài viết sau đó đã nhận được nhiều lượt phản hồi từ phía dư luận. Cụ thể vào tối ngày 15 tháng 12, mạng xã hội xôn xao trước bài viết bóc phốt hành động đáng xấu hổ của một đôi nam nữ đi ăn buffet tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Hà Nội. Theo nội dung bài đăng trên trang fanpage của nhà hàng buffet hải sản này, cho hay trong quá trình ăn, chàng trai ra sức che cho cô gái hành động. Còn cô gái vừa ăn vừa thi thoảng cúi xuống bỏ đồ ăn vào túi giấy màu trắng mang theo. Hành động của cặp đôi này không qua mắt được nhân viên dọn bàn, bộ phận an ninh của nhà hàng. Khi ra về, bảo vệ nhà hàng yêu cầu thực khách để lại đồ đã lấy, nhưng cặp đôi không hợp tác và cho rằng đây là túi đồ cá nhân. Khi phía nhà hàng buffet đưa đoạn camera an ninh trích xuất làm bằng chứng, đôi nam nữ mới thừa nhận mọi hành vi và đưa túi đồ cho bảo vệ kiểm tra. Trong túi chị khách mang về có cua, ghẹ, tôm càng xanh và bánh bao kim sa. Theo đại diện nhà hàng cho biết, ngay từ thời điểm hai vị khách tới đã có nhiều hành động đáng nghi. Người khách nữ giải thích đồ thừa ra quá nhiều để lại sợ hỏng không ai ăn nhưng thực ra ngay từ đầu bạn nữ đã mang theo túi giấy to liên tục đổi chỗ khi phát hiện bộ phận an ninh nhà hàng đã nghi ngờ và trách cam nhưng vì không muốn khách bị mất mặt trong lúc dùng bữa nhà hàng đợi đến lúc ra về mới xử lý vị khách nữ ban đầu chối bay nhưng sau khi đưa đoạn camera an ninh ra người này mới thú nhận ngoài ra cả hai còn lén đem một chai vang đỏ vào vì sợ tính phí nên họ gọi hai lon coca để che mắt rồi cuối giờ ăn trả lại Đại diện nhà hàng cho biết, tại thời điểm phát hiện đã đưa ra phương án xử lý với hai vị khách này, tuy nhiên cô gái xin được xí xóa, bỏ qua. Về phía nhà hàng cũng bỏ qua cho hành vi của cặp nam nữ này và chỉ lấy 200.000 đồng phí phạt đem rượu vào. Hiện nay, đa số các cửa hàng buffet luôn để biển nhắc nhở lấy đủ dùng hoặc thu thêm phí môi trường nếu bỏ lại quá nhiều đồ. Do đó, thực khách nên lấy một lượng thực phẩm vừa sức ăn của mình tránh gây lãng phí. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật. Sáng ngày 16 tháng 12, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố bắt tạm giam đối với Phạm Tấn Khải, sinh năm 2008 và Trần Phan Khang, sinh năm 1998, cùng ngụ Núi Thành. Theo điều tra, vào ngày 8 tháng 12, MK cùng nhóm người vào quán nước ở huyện Núi Thành. Khi tính tiền, Khải và Khang thấy MK có nhiều tiền nên rụ rỗ ra nghĩa địa để cấp tiền. Do có quen biết từ trước nên ca đồng ý. Khi đến nghĩa địa, Khải, Khang và một người khác dùng vũ lực tấn công cướp của em này hơn 3 triệu đồng. Nhận tin báo, công an đã triệu tập Khải và Khang đến làm việc. Theo công an huyện Núi Thành, ngoài Khải và Khang đã thừa nhận hành vi phạm tội, còn một người tên Thành chưa làm việc được. Công an huyện Núi Thành đang tiếp tục xác minh truy tìm người liên quan để xử lý theo quy định. Ngày 16 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan điều tra vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam Phan Văn Trực, sinh năm 1973, chú thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, về hành vi cố ý gây thương tích. Cụ thể, vào 12 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11, sau khi đi uống rượu, Trực về nhà gây gỗ, to tiếng với bà L.T.H., sinh năm 1937, là mẹ nuôi của Trực. Sau khi gây gỗ, Trực dùng tay xô ngã và dùng ca nước chè tạt vào mặt bà Hát. Tiếp đó, đối tượng gọi hàng xóm qua xem tình hình mẹ rồi bỏ đi. Sự việc khiến bà Hát bị chấn thương ở đùi phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2. Kết quả giám định tổn thương cơ thể 32%. Được biết, nguyên nhân khiến trực gây gỗ xô ngã bà Hát do đối tượng cho rằng bà Hát có tiền nhưng không đưa cho mình. Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ mâu thuẫn dẫn đến va chạm giao thông. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 15 tháng 12, tại quốc lộ 12B thuộc xóm Mỹ Hóa, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Xe ô tô bán tải Ford mang biển kiểm soát 47C23002 có 3 người trên xe chưa xác định danh tính. Cô ý tông vào xe máy mang biển kiểm soát 35K162276 do Kiều Viết Cường ở thị trấn Bình Minh điều khiển cho Nguyễn Văn Hậu ở xã Kim Mỹ hậu quả vụ va chạm khiến anh cường và hậu bị thương đồng thời làm thiệt hại một số tài sản như điện thoại máy lọc nước của cửa hàng điện máy xanh sau đó kiều viết cường đã dùng hung khí là dao tác động mạnh vào kính lốp của ô tô theo một số người dân hai bên đã có mâu thuẫn từ trước nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường để xử lý theo quy định của pháp luật Ngày 16 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Châu Thị Thúy Kiều, 31 tuổi, cư trú ấp 5A xã An Trường, huyện Càng Long về hành vi can tội trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 2 tháng 12 năm 2023, anh LHT, chủ tiệm vàng ở khóm 2, phường 3, thành phố Trà Vinh, tiến hành đối chiếu thì phát hiện số lượng vàng do Kiều, nhân viên của tiệm vàng quản lý còn rất ít so với số lượng tòa vàng anh T giao cho Kiều. Sau khi kiểm tra, anh T phát hiện bị mất hơn 160 lượng vàng, loại 18 carat và 24 carat, nên đến cơ quan công an trình báo. Ngày 3 tháng 12 năm 2023, Kiều đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023, lợi dụng sự sơ hở trong quản lý của chủ tiệm vàng, Kiều đã lấy trộm khoảng gần 100 lượng vàng 24kara, hơn 60 lượng vàng 18kara, tổng giá trị tài sản hơn 7,7 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trưa ngày 15 tháng 12, trên chiếc phà mang số hiệu DT00626 thuộc phà Sa Đéc xảy ra hỏa hoạn ở bờ phía phường 3, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, khiến nhân viên phà bị bỏng, 11 xe máy bị cháy rụi. Bước đầu xác định, đối tượng gây ra vụ hỏa hoạn là VDNQ, sinh năm 1997, ngụ phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Trước đó, Công an phường 3, thành phố Sa Đéc tiếp nhận tin báo của nhân viên phà Sa Đéc có một đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy, trên xe chở theo thùng xăng loại 30 lít, di chuyển xuống phà và chạy xe rú ga nẹt bô. Bất ngờ, đối tượng này đổ thùng xăng và bật lửa đốt, làm lửa bốc cháy, lan rộng ra các xe đang đỗ dưới phà. Khi bị bắt giữ, đối tượng Quy có dấu hiệu loạn thần, bị bỏng nhiều chỗ trên cơ thể, nên lực lượng chức năng đưa Quy đến bệnh viện điều trị. Vụ hỏa hoạn là một nhân viên của Fasadec bị bỏng mức độ nhẹ, 11 xe mô tô các loại bị cháy, hư hỏng hoàn toàn, vách phà bị cháy đen và dây điện trên phà cũng bị cháy. Theo Công an thành phố Sa sáng ngày 15 tháng 12, đối tượng Quy định đốt xe máy tại nhà nhưng gia đình kịp thời ngăn cản. Quy chạy xe bỏ đi rồi xảy ra vụ việc phóng hỏa tại phà Sa Quy có dấu hiệu trầm cảm, từng có hành động tự kết liễu cuộc đời nhưng gia đình cứu kịp thời. Vụ việc đang được Công an thành phố Sa tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ việc Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, theo điều tra, trong giai đoạn năm 2017 đến năm 2020, bà Lan đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Nguyễn Cao Trí để mua cổ phần một số dự án nhưng không cần giấy tờ biên nhận. Đến khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã có thái độ phủ nhận việc chuyển nhượng mua cổ phần và có ý định chiếm đoạt đến cùng số tiền 1.000 tỷ đồng. Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng riêng bị can nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn capella bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Cáo trạng xác định từ năm 2017 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, nhiều lần thông qua nhân viên chuyển tiền mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Chí tại Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh và hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Ông Chí là chủ tịch Công ty Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, Công ty Tập đoàn Capella và có hoạt động đầu tư tại nhiều dự án. Cụ thể, vào tháng 12 năm 2017, Trí chuyển nhượng 65% vốn điều lệ công ty cổ phần cao su công nghiệp ở Đồng Nai cho Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu đô la Mỹ. Phía Bà Lan đã 3 lần chuyển tổng số tiền 21,25 triệu đô la Mỹ, tương ứng 31,22% vốn điều lệ cho Trí. Còn ở công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan truy tố xác định Nguyễn Cao Trí đứng tên 58% vốn điều lệ, bị can đã bán toàn bộ cổ phần cho Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng. Quá trình chuyển nhượng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đặt cọc 1 triệu đô la Mỹ và 127 tỷ. Đối với thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh, giữa năm 2020, tập đoàn Bến Thành Holdings Group do Chí làm chủ tịch hội đồng quản trị và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng sở ban ngành có văn bản chấp thuận cho triển khai nghiên cứu quy hoạch và hướng dẫn một số thủ tục liên quan. Để tham gia đầu tư vào dự án, bà Trương Mỹ Lan hai lần chuyển cho Chí tổng 9,5 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, cả ba thương vụ chuyển nhượng nêu trên đều có vướng mắc. Theo đề nghị của Bà Lan, hai bên sau đó thống nhất chuyển toàn bộ sang mua vốn điều lệ của công ty Văn Lang Theo Viện Kiểm sát, do nhận nhiều khoản tiền không có giấy tờ biên nhận, tháng 1 năm 2021, Nguyễn Cao Chí và Chủ tịch Vạn Thịnh Phát hẹn nhau chốt các khoản Bà Lan đã chuyển cho Chí tổng cộng là 1.000 tỷ đồng. Tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan bị bắt nên Nguyễn Cao Chí muốn nhân dịp này nuốt 1.000 tỷ đồng đã nhận. Vị đại gia sau đó lập khống các văn bản thanh lý hợp đồng, thể hiện không có việc mua bán. Trong giai đoạn đầu tiên làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí còn khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Trương Mỹ Lan và còn tố người phụ nữ vu khống bôi nhọ danh dự ông ta. Viện Kiểm sát đánh giá hành vi này thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền đến cùng. Hiện tại, bị can trí đã thừa nhận hành vi của mình và chịu cáo buộc phạm tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông ta bị thu giữ gần 94 tỷ đồng khi cảnh sát khám xét kê biên bảy bất động sản và gia đình ông cũng nộp thêm 640 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Những diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video sau. Mới đây, công an tỉnh Hà Giang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt hai bị can, nguyên là trưởng phòng kế hoạch tài chính và kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang với cáo buộc can thiệp vào hoạt động đấu thầu mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán trú. Ngày 16 tháng 12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thanh Huyền, sinh năm 1969, thường trú tại tổ 13, phường Trần Phú, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo và Vũ Thị Thu Hòa sinh năm 1970, thường trú tại tổ 13, phường Nguyễn Trãi, nguyên kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra xác định, trong quá trình tổ chức mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường điểm trường tiểu học, trung học, cơ sở, công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2020, chủ đầu tư bà Vũ Thị Thanh Huyền, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính và Vũ Thị Thu Hòa, nguyên kế toán sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Hành vi sai phạm của các đối tượng được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn. Hiện vụ án đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ hành vi sai phạm của các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật. Chuyển sang các tin tức khác, liên quan đến vụ án quán karaoke An Phú thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương bị cháy làm 32 người thiệt mạng, chậm đưa ra xét xử. Mới đây lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã chia sẻ nguyên nhân. Theo đó, vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong. Đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 5 người, trong đó có chủ quán karaoke An Phú bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, cựu trung tá Nguyễn Duy Linh và cựu đại úy Nguyễn Văn Võ bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cựu thiếu tá Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn bị khởi tố điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Anh Xuân, Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Văn Võ. Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến vụ án. Tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa 10 vừa diễn ra, ông Lê Đức Xuân, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 nêu một số vụ án chậm đưa ra xét xử, trong đó có vụ vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra ngày 6 tháng 9 năm 2022 tại quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An. Theo ông Lê Đức Xuân, vụ án đã khởi tố hơn một năm nhưng chưa xét xử là do quá trình xử lý vụ án, phân loại tội phạm rất phức tạp. Quy định phòng cháy chữa cháy rất ngặt nghèo, nếu làm đúng, ít doanh nghiệp làm được, do đó trong quá trình thực hiện cán bộ có những vi phạm bởi vậy trong quá trình điều tra truy tố cần phải phân hóa trường hợp cố ý vụ lợi còn trường hợp hỗ trợ doanh nghiệp làm nhanh thì cần xem xét lại để đảm bảo đúng người đúng tội đơn vị đã cân nhắc rất nhiều và xin ý kiến các ngành để làm sao khi đưa ra truy tố xét xử đảm bảo tính nghiêm minh đúng đường lối chính trị của đảng pháp luật của nhà nước những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video Mới đây một đoạn clip đã thu hút gần 3 triệu lượt xem, ghi lại khoảnh khắc cực ấm áp của tài xế xe ba gác khuyết tật và nam thanh niên khi cả hai vô tình gặp nhau trên đường. Theo đoạn clip ghi lại, tài xế xe ba gác bị khuyết tật một chân nhưng vẫn rất cần mẫn làm việc. Trên đường đi, tài xế bắt gặp một nam thanh niên đang dắt bộ chiếc xe máy. Ngay lập tức, tài xế tiếp cận và hỏi thăm: "Em trai ơi, xe hết xăng hả?". Đáp lại, nam thanh niên gật đầu và trả lời dạ. Tiếp đó, tài xế liền đề nghị mở cốp ra anh cho xăng này. Sau đó, tài xế xuống xe, chân đi cả nhắc và mang can xăng đã chuẩn bị sẵn để cho xăng cho nam thanh niên. Xong xuôi, tài xế này còn chủ động bắt tay nam thanh niên đầy thân thiện. Đáp lại tấm lòng của tài xế, nam thanh niên khoanh tay cúi đầu cảm ơn tài xế. Khoảnh khắc đẹp này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xúc động trước tình người ấm áp mà đoạn clip này ghi lại. Hành động đẹp của nam tài xế xe ba gác bị khuyết tật cùng sự biết ơn của nam thanh niên sau khi nhận được sự giúp đỡ, tất cả đã tạo nên sự tuyệt vời trong cuộc sống này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.